Cập nhật thế giới ngày 16 tháng 11 Xin kính chào quý vị, Hằng Lâm rất vui khi được gặp lại quý vị trong phần cập nhật thế giới tối nay. Xin chúc quý vị cuối tuần thư giãn và an lành. Mời quý vị cùng theo dõi những nội dung tin tức đáng chú ý sau đây của quân sự mở. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên. UAV tấn công kho dầu tại vùng Kaluga của Nga gây ra một vụ nổ lớn. Vào sáng nay 16 tháng 11, tại thành phố Lyudinovo thuộc vùng Kaluga của Nga, người dân địa phương đã nghe thấy những tiếng nổ lớn từ một cuộc không kích kho dầu Kaluga Nefte nằm ở khu định cư này, nơi trước đây đã bị UAV tấn công. Theo thông báo của thông đốc vùng Kaluga Vladislav Shapsha trên Telegram, Vụ nổ xảy ra ở ngoại ô thành phố Liudinovo. Ông cũng tuyên bố rằng không có thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và không có thương vong. Thông đốc cho biết do vụ nổ của UAV, kính cửa sổ ở một số tòa nhà dân cư và một số ô tô đã bị hư hại. Đại diện chính quyền khu vực cho biết thêm, một nhóm đặc nhiệm đang làm việc tại hiện trường. Quan chức Nga không cho biết bất cứ điều gì về mục tiêu có thể xảy ra của cuộc không kích bằng UAV, cũng như không đề cập trong thông điệp về kho dầu ở Liudinovo, các diễn biến vẫn đang được cập nhật. Nói tiếp là thông tin, sân bay quân sự của Nga bị nhóm mục tiêu trong cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào Krasnodar. Theo OBC Ukraina, UAV của Ukraina đã tấn công khu vực Krasnodar ở miền nam của nước Nga vào hôm qua, với mục tiêu được cho là một sân bay quân sự. Trong một bài đăng trên mạng xã hội đã bị xóa, Sergei người đứng đầu quận Grimsky của Krasnodar đã viết Trong đêm, 46 UAV đã bị vô hiệu hóa trên quận này, không có thương vong nào trong số dân thường, trên hai con phố của thành phố Lunaya và Konsevaya các khu vực nơi các bộ phận UAV rơi xuống đã được phong tỏa. Tờ báo trực tuyến Ukrainska Pravda cho biết, vụ tấn công bằng UAV đã được người đứng đầu trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine, Oleksandr Kovalenko, xác nhận. Ông cũng cho biết mục tiêu là sân bay quân sự Krimsky. Theo Newsweek, ông Anton Zerachenko, cựu cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã đăng một video về vụ nổ trên X với chủ thích các kênh Telegram của Nga đưa tin về một cuộc tấn công bằng UAV vào khu vực Krasnodar của Nga, có thể là tại sân bay quân sự Krimsky. Trong khi đó, thống đốc khu vực Veniamin Konratiev cho biết các quận Krimsky và Krasno đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn và hệ thống phòng không của Nga đã chặn được vài chục UAV, theo tờ Ukrainska Pravda. Theo đài New Voice của Ukraine, các máy bay chiến đấu Su-27, Su-30 và trực thăng K-27 được cho là đang đồn trú tại sân bay quân sự Krimsky. Sân bay này nằm gần biên giới Ukraine, là nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân tiêm kích số 3, một phần của Sư đoàn Không quân Hỗn hợp số 1 thuộc Quân đoàn Phòng không và Không quân số 4, theo báo Kyiv Post đưa tin. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cáo buộc các quan chức EU nói dối theo tuyên truyền của Nga Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Oslo, Na Uy vào ngày 15 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostom Umerov mạnh mẽ bác bỏ các thông tin cho rằng đất nước của ông sẵn sàng từ bỏ các yêu cầu về lãnh thổ, coi đó là lời nói dối và tuyên truyền của Nga. Trước đó, các hãng thông tấn phương Tây bao gồm tờ báo New York Times của Mỹ và tạp chí Financial Times của Anh đã trích dẫn lời các quan chức và nhà ngoại giao EU giấu tên cho hay kỳ yếp có thể thay đổi lập trường sau kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Tuy nhiên, đài RT dẫn lời ông Umedov nhấn mạnh, sự toàn vẹn lãnh thổ là một phần trong các giá trị của chúng tôi. Việc khôi phục loại biên giới năm 1991 vẫn là mục tiêu ưu tiên của chúng tôi. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tái khẳng định việc nước này nhất quyết đòi lại tất cả các vùng đất đã lọt vào tay Nga kể từ năm 2014, đồng thời lưu ý bất kỳ thông tin nào nói Kyiv sẽ thay đổi các ưu tiên của mình đều sai sự thật. Reuters trích dẫn tuyên bố của ông rằng, Ưu tiên của chúng tôi vẫn là bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước, giải phóng người dân khỏi tình trạng gần 10 năm bị chiếm đóng tạm thời, để Crimea và Donbass là một phần của Ukraine. Ông nói thêm rằng, người dân sống ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát đều đang chờ được giải phóng. Việc hạ thủy tàu tuần dương mang tên lửa hạt nhân của Nga bị hoãn vô thời hạn do chi phí sửa chữa quá lớn. Theo hãng thông tấn Nga Ivestia, tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng, đô đốc Nakhimov, một tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã lỡ hẹn thử nghiệm trên biển theo lịch trình ban đầu vào ngày 15 tháng 11. Tàu đô đốc Nakhimov đang trong quá trình sửa chữa và hiện đại hóa để hỗ trợ hải quân Nga trong cuộc chiến tranh Ukraine tại xưởng đóng tàu Shepmash. Theo Newsweek, Tổng tư lệnh Hải quân Nga, đô đốc Alexander Moiseyev đã xác nhận việc hoãn các cuộc thử nghiệm trên biển của đô đốc Nakhimov vào tháng 8 và các nguồn tin của Investia cho biết con tàu này chỉ có thể sẽ ra khơi sớm nhất là vào năm 2025. Đây không phải là lần đầu tiên thử nghiệm tàu chiến này bị trì hoãn. Tuần dương hạm nguyên tử này ban đầu được cho là sẽ sớm quay trở lại hạm đội sau quá trình đại tu và nâng cấp với 80 ống phóng tên lửa đa năng thay vì 20 tên lửa chống hạm Granit khổng lồ trước đây. Nhưng do chi phí sửa chữa ngày càng tăng, con tàu đã không được hạ thủy với ước tính hơn 200 tỷ rúp, tương đương với 2 tỷ đô la, tức là khoảng 1 phần 30 ngân sách quốc phòng Nga hàng năm trước chiến tranh. Chi phí sửa chữa và hiện đại hóa con tàu đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2023. Chính phủ Nga trước đó hy vọng nó sẽ thay thế tàu chiến Pyotr Veliki, mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Hải quân Nga, vốn đang ở trong tình trạng rỉ xét cực kỳ tồi tệ nga từng quyết định thay thế Veliky, tuần dương hạm năng lượng hạt nhân lớp kirov duy nhất còn đang hoạt động bằng tàu đô đốc Nakhimov do chi phí bảo trì cao và năng lực thực chiến hạn chế trong môi trường chiến tranh hiện đại ngày càng phức tạp mặc dù là chiến hạm mạnh nhất hải quân nga Veliky mắc phải nhiều vấn đề vì nó là thiết kế cũ thời liên xô với lượng choán nước 24.000 tấn. Ngoài các tên lửa phòng không đa tầng, vũ khí tấn công duy nhất mà nó mang theo chỉ là 20 tên lửa chống hạm Granite hạng nặng, công kênh mà nhiều khả năng không phát huy nhiều sức mạnh trong hải chiến hiện tại. Trong khi, các khu trục hạm Atlebert của Mỹ chỉ có lượng choán nước từ hơn 7.000 tấn đến khoảng 9.000 tấn, lại có thể mang theo trên dưới 100 tên lửa được tùy biến theo từng nhiệm vụ trong các ô phóng thẳng đứng đa năng. Nêu suýt dẫn lời của Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev trước đó cũng cho biết, do cuộc thử nghiệm của con tàu được lên lịch vào tháng 11, nên việc chuyển giao cho Hải quân dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2025. Hãng tin này nhận định rằng con tàu đang được sửa chữa toàn diện vì chuyên gia quân sự Dmitry Bontenkov cho biết các công nhân tại Shepmash chỉ để lại thân tàu, tháo bỏ phân ruột và bắt đầu thay đổi toàn bộ. Điện Kremlin gia tăng áp lực lên EU về cuộc chiến ở Ukraine. Trong báo cáo cập nhật mới đây, các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW chỉ ra rằng Điện Kremlin đang đẩy mạnh một chiến dịch gây áp lực mang tính phản xạ nhằm tác động đến việc ra quyết định của phương Tây theo hướng có lợi cho Nga trước hoặc thay cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong tương lai để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào ngày qua và lặp lại một số tường thuật thông tin của Điện Kremlin nhằm gây ảnh hưởng đến chính phủ Đức cũng như các cường quốc phương Tây khác nhằm thúc đẩy Ukraine hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình sớm thay vì hỗ trợ thêm quân sự cho Ukraine. Theo trang tin Ukrainska Pravda, Ông Putin và các quan chức cấp cao khác của Nga gần đây đã tăng cường các biện pháp khoa trương nhằm gây ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của chính quyền mới của Mỹ do tổng thống đắc cử Donald Trump đứng đầu. Trang tin trích dẫn lời của các chuyên gia ISW cho biết Điện Kremlin gần đây cũng đã xác nhận sự miễn cưỡng thỏa hiệp với các điều khoản của bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể xảy ra trong tương lai, đồng thời nói rõ rằng mục tiêu lâu dài của Điện Kremlin về việc Ukraine đầu hàng hoàn toàn vẫn không thay đổi. Các quan chức cấp cao của Nga, đặc biệt là thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belosov đã sử dụng các cuộc điện thoại với các quan chức chính trị và quân sự phương Tây để quảng bá các thông tin của Điện Kremlin và cố gắng buộc phương Tây phải nhượng bộ sớm về chủ quyền của Ukraine. Trong khi đó, các đối tác phương Tây của Ukraine vẫn tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine thông qua nhiều phương tiện và nền tảng khác nhau. Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Áo từ hôm nay Reuters đưa tin, hôm qua 15 tháng 11, Nga đã thông báo với Áo rằng họ sẽ tạm dừng cung cấp khí đốt qua Ukraine vào hôm nay, đồng thái báo hiệu việc cung cấp khí đốt cuối cùng từ Moscow sang châu Âu sắp kết thúc. Tuyến đường xuất khẩu khí đốt lâu đời nhất của Nga sang châu Âu, một đường ống có từ thời Liên Xô đi qua Ukraine, sẽ đóng cửa vào cuối năm nay. Ukraine tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận trung chuyển với tập đoàn Gazprom thuộc sở hữu nhà nước của Nga nhằm tước đi lợi nhuận mà Kyiv cho là giúp Nga tài trợ cho cuộc chiến chống lại họ. Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết, thông báo ngừng cung cấp khí đốt của Gazprom đã được dự đoán từ lâu và Áo đã có sự chuẩn bị. Gazprom đã từ chối trả lời bình luận của Reuters. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha viết trên X cho biết, hành động của Nga cho thấy một lần nữa việc sử dụng năng lượng như một vũ khí. Nhưng ông cho biết Áo sẽ tìm cách bảo đảm an ninh năng lượng và từ chối bị tống tiền khi đốt. Nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của Áo cho biết họ có thể cung cấp khí đốt cho khách hàng bằng cách nhập khẩu qua Đức, Ý và Hà Lan. Ulrich Schmidt, giáo sư nghiên cứu Đông Âu tại Đại học St. Gallen cho biết động thái của Gazprom có thể làm dấy lên mối lo ngại ở Áo về việc sưởi ấm trong mùa đông và là lời khiển trách của Moscow đối với tầng lớp chính trị của nước này kể từ khi đảng tự do thân Nga bị loại khỏi các cuộc đàm phán liên minh. Thông báo của Nga về việc ngừng cung cấp khí đốt cho Áo được đưa ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2022. Điện Kremlin cho biết, Nga sẵn sàng xem xét các thỏa thuận năng lượng nếu Berlin quan tâm. Ông Trump chọn phát ngôn viên chiến dịch tranh cử làm thư ký báo chí trẻ nhất lịch sử Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngày 15 tháng 11 ra tuyên bố, Lewis thông minh, cứng cỏi và đã chứng tỏ bản thân là một nhà giao tiếp hiệu quả cao, Tôi đặt niềm tin lớn ở Levit rằng cô ấy sẽ là phát ngôn viên xuất sắc trên bục phát biểu, giúp truyền tải các thông điệp của chính phủ đến người dân. Caroline Levit, 27 tuổi, thuộc thế hệ Gen Z, sẽ trở thành phát ngôn viên trẻ nhất lịch sử tòa Bạch Ốc. Nơi này không có phát ngôn viên dưới 30 tuổi kể từ nhiệm kỳ tổng thống Richard Nixon năm 1969. Trước khi làm một trong những phát ngôn viên cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, Levis là trợ lý phát ngôn viên trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Cô cũng từng là giám đốc truyền thông cho nghị sĩ Elias Stefanik, người được ông Trump đề cử làm đại sứ tại Liên Hợp Quốc. Ông Trump cũng chọn giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của mình là Stefan Chung, đảm nhận chức giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc. Sergio Gorsh, đồng minh của ông Trump, đảm nhận chức giám đốc văn phòng nhân sự tổng thống. Go là lãnh đạo siêu ủy ban hành động chính trị hỗ trợ ông Trump tranh cử và điều hành một công ty đã xuất bản sách cho tổng thống đắc cử. Ông Trump nói, cả hai đều là những cố vấn đáng tin cậy kể từ chiến dịch tranh cử đầu tiên năm 2016 của tôi. Họ đều ủng hộ các nguyên tắc nước Mỹ trên hết. Ông Trump, 42 tuổi, lớn lên ở Sacramento, bang California, từng giữ chức giám đốc phản ứng chiến lược trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump Ông là cựu phát ngôn viên UFC, công ty tổ chức các giải võ tổng hợp MMA lớn nhất thế giới, có quan hệ khăng khích với ông Trump. Các hãng công nghiệp quốc phòng Trung Quốc tham gia hội trợ vũ khí Việt Nam Thiếu tướng Lê Ngọc Thân trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 11 cho biết, các công ty Trung Quốc nằm trong số 140 hãng chế tạo vũ khí đến trưng bày thiết bị tại hội trợ, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12 năm 2024, nhưng chưa biết rõ những công ty nào và có bao nhiêu hãng sẽ tham dự. Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế. Trong hội trợ đầu tiên năm 2022, Trung Quốc không tham dự. Các chuyên gia cho rằng sự tham dự của Trung Quốc năm nay mang nhiều ẩn tình đó có thể là dấu hiệu quan trọng về sự hợp tác mang tính đối đầu về an ninh quân sự việt trung nhưng cũng có thể là sự bất an của trung quốc trong bối cảnh chạy đua vũ trang mà hệ vũ khí nga trung đang bị đặt dấu hỏi lớn thông qua thực tế trên chiến trường ukraine những tháng gần đây, hai nước Việt Nam-Trung Quốc nhiều lần tuyên bố muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ an ninh quốc phòng và đã ký kết các thỏa thuận sơ bộ. Quân đội hai nước cũng thường xuyên có những chuyến thăm qua lại và các lực lượng tuần duyên hai nước đã tổ chức các cuộc tuần trai chung ở vịnh Bắc Bộ. Giới quan sát cho rằng, cuộc triển lãm quân sự năm nay có khả năng mở đường cho các thỏa thuận quốc phòng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nếu có đạt được thỏa thuận thì cũng chỉ hạn chế ở các loại trang thiết bị phi chiến đấu như hậu cần, máy bay vận tải và quân y. Và Việt Nam không thể trông cậy vào Trung Quốc về vũ khí cho bộ binh, hải quân và không quân. Ngoài Trung Quốc hỗ trợ vũ khí quốc tế Hà Nội, còn có sự tham dự từ 27 quốc gia khác, bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Pháp và rất có thể là cả Iran. Giả tâm đen tối của Trung Quốc với siêu cảng Chan Say ở Peru nằm ở rìa sa mạc ven biển Peru, một thị trấn đánh cá xa xôi, nơi một phần ba cư dân không có nước máy đang được chuyển đổi thành một cảng nước sâu khổng lồ để phục vụ ý đồ của Trung Quốc đối với Nam Mỹ giàu tài nguyên. Siêu cảng Chan Say do tập đoàn vận tải quốc doanh Costco của Trung Quốc nắm giữ phần lớn, đang biến làng đánh cá này thành một nút thắt quan trọng của nền kinh tế toàn cầu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khánh thành cảng này vào thứ năm ngày 14 tháng 11, nhân dịp tổ chức hội nghị thường niên APEC tại Peru. Dự án tranh xây dự kiến bao gồm 15 bến cảng và một khu công nghiệp lớn, thu hút hơn 3,5 tỷ đô la đầu tư trong một thập kỷ, đã vấp phải phản ứng hoài nghi từ dân làng nghèo khổ, những người cho rằng nó đang tước đi nguồn lợi cá của họ và không mang lại lợi ích kinh tế nào cho người dân địa phương. Bộ trưởng Ngoại giao Peru Elmer Schaller nói rằng, Chúng tôi, người Peru, chủ yếu quan tâm đến phúc lợi của người dân Peru. Nhưng nhiều người trong số 60.000 cư dân của Achansay không tin điều đó. Những ngư dân trở về với sản lượng đánh bắt ít hơn và nặng rằng họ đã thua lỗ. Người dân địa phương cho biết hoạt động não vét cảng, hút trầm tích từ đáy biển để tạo ra một kênh vận chuyển sâu 17 mét đã hủy hoại nơi sinh sản của cá, để đánh bắt được cá, giờ đây họ phải đi xa hơn, cùng với đó là đòi hỏi thuyền bè lớn hơn, đắt tiền hơn. Với việc những tàu container thuộc loại lớn nhất thế giới sẽ cập cảng Chang vào tháng 1 năm 2025, người dân cũng lo sợ về sự xuất hiện của ô nhiễm và tràn dầu. Vào năm 2022, một vụ tai nạn dở hàng tại nhà máy lọc dầu La Pampilla gần đó đã khiến cho hàng ngàn thùng dầu thô tràn vào vùng biển nổi tiếng đa dạng sinh học của Peru, giết chết vô số loài cá và khiến hàng loạt ngư dân mất việc. Ngày nay, chỉ cần nhìn thoáng qua trung tâm thị trấn đang suy tàn với hầu hết là các nhà hàng hải sản vắng tanh, sẽ thấy tình trạng suy giảm nguồn cá và du lịch, ngay cả khi cảng còn chưa đi vào hoạt động. Người dân địa phương cho biết đề chắn sóng của cảng đã thay đổi dòng chảy và phá hủy điều kiện lướt sóng tốt, ảnh hưởng đến tất cả mọi người từ người bán đá lạnh đến tài xế xe tải và chủ nhà hàng thậm chí dòng chữ nói không với siêu cảng đã được phun sơn trên bức tường nhìn ra cửa biển. Cảng này là một con quái vật đến đây để làm hại chúng tôi. Một người dân làng nói. Mọi người đến cảng và nói ô tuyệt quá nhưng họ không thấy được thực tế. và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật thế giới tối nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chúc quý vị buổi tối thư giãn và an lành còn bây giờ hằng lâm và quân sự mở xin chào và hẹn gặp lại quý vị.